Người đàn ông từng 14 lần trúng xổ số tiết lộ bí kíp ôm giải. Chào mừng các bạn đã đến với câu lạc bộ tỷ phú, nơi các tỷ phú tương lai gặp gỡ để học hỏi kinh nghiệm và lấy thêm động lực làm giàu. Video ngày hôm nay sẽ cực kỳ đặc biệt vì có khả năng nó sẽ giúp bạn đổi đời. Khi mô tả về một điều gì đó đáng chúc mừng và cực kỳ may mắn, người ta thường nói rằng vui như trúng số hay trúng độc đắc rồi. Điều này cho thấy việc trúng xổ số là một điều rất khó có thể xảy ra. Nhưng một khi nó trở thành hiện thực, thì niềm vui mang đến sẽ cực kỳ lớn. Xổ số là một phát minh kỳ lạ. Về bản chất, nó là một trò chơi may rủi tương tự như cờ bạc. Nhưng nó không hoàn toàn là cờ bạc vì được pháp luật cho phép và mức độ thiệt hại tương đối nhỏ và dễ kiểm soát. Trong khi nhiều hình thức cờ bạc đòi hỏi một số kỹ năng nhất định, thì xổ số đặc biệt yêu cầu bạn chọn đúng những con số dường như ngẫu nhiên và không hề có một quy luật hay giới hạn nào. Đây có thể nói là một khoản đầu tư rủi ro nhất và tỷ lệ một người bị sét đánh trúng thậm chí còn cao hơn khả năng để người đó trúng xổ số. Từ cổ chí kim, con người luôn không ngừng theo đuổi tiền tài và danh vọng, hòng mang đến cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn. Do đó, những khoản tiền từ trên trời rơi xuống như trúng xổ số giúp người ta một bước đổi đời là thứ mà bất kỳ ai cũng khao khát. Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng từng ít nhất một lần mơ ước bản thân trúng vé số và suy nghĩ xem mình sẽ làm gì với số tiền kếch xù đó. Nhưng với những nhân vật sau đây, việc trúng xổ số đối với họ có lẽ không còn quá đặc biệt vì họ phải trải qua cảm giác tuyệt vời đó không chỉ một, mà thậm chí đến 14 lần. Và dĩ nhiên, việc trúng xổ số liên tiếp như thế sẽ không thể giải thích được nếu chỉ dựa vào may mắn. Những thiên tài trúng xổ số này đều có những mánh khóe và bí kíp riêng của mình để giành được những giải thưởng cực khủng mà ai cũng phải khao khát. Sau đây, hãy cùng chúng tôi lấy giấy bút và ghi lại cẩn thận bí mật của những thiên tài trúng xổ số. Biết đâu, sau video này, bạn sẽ là một tỷ phú hàng thật giá thật đấy. Số 1. Stephen Mandel, trúng số 14 lần trong vòng 30 năm. Người đàn ông này là một nhà kinh tế học người Úc gốc Romania. Từ những năm 1960 đến năm 1990, Stephen Mandel đã trúng số độc đắc tổng cộng 14 lần. Stephen Mandel còn khiến nhiều người kinh ngạc hơn khi ông trúng số không phải dựa vào may mắn mà hoàn toàn nằm trong tính toán của bản thân. Sau những năm 1960, ông Stephen Mandel đã phải vật lộn để nuôi sống bản thân và gia đình với mức lương 88 đô la Mỹ một tháng, hơn 2 triệu đồng. Nhận thấy những đồng lương làm công ít ỏi vốn không đủ để gia đình của ông có một cuộc sống thoải mái, ông quyết tâm tìm ra một nguồn thu nhập mới để bản thân không còn chật vật với những hóa đơn cần chi trả. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Stephen đã quyết định dùng khả năng tính toán của mình để thắng xổ số, một bộ môn vốn xưa nay được cho là trò may rủi. Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về cơ cấu xổ số mà ông tham gia. Thể lệ chơi xổ số ở nước Úc sẽ hơi khác với Việt Nam. Định kỳ vào mỗi thứ bảy hàng tuần sẽ có một đợt xổ số và công bố giải thưởng. Những ngày còn lại trong tuần sẽ là thời gian để người chơi mua vé tham gia, chứ không phải xổ số hàng ngày như ở Việt Nam. Tuy nhiên, vào dịp đặc biệt như Giáng sinh, năm mới hoặc các ngày lễ khác, sẽ có đợt Super Draw hay Mega Draw với giá trị giải độc đắc, jackpot, tăng lên từ 3 đến 5 lần. Ban đầu, Stephen đã xác định được chìa khóa để có thể chiến thắng xổ số. Theo đó, ông đã phát hiện ra giải đặc biệt lớn gấp 3 lần tổng các con số kết hợp cơ hội chiến thắng tiềm năng. Ví dụ, một đợt xổ số yêu cầu người tham gia chọn các con số từ 1 đến 40, và để chiến thắng trong một đợt như vậy, sẽ có 3.838.380 cơ hội. Ông Stephen sẽ đợi đến khi giải độc đắc tăng gấp 3 lần, lên tới 11,5 triệu đô la Mỹ, hơn 260 tỷ đồng. Khi đó, nếu một tấm vé số trị giá 1 đô la Mỹ, 23.000 đồng, thì ông Stephen sẽ có thể mua 3.838.380 tấm vé mà vẫn có thể trúng giải độc đắc và kiếm được số tiền lớn gấp đôi số tiền đã bỏ ra để mua vé. Và chỉ khi giải độc đắc tăng gấp 3 lần hoặc hơn thì ông Stephen mới có lời. Để có thể có chi phí mua vé, ông Stephen sẽ tìm những nhà đầu tư. Mỗi người sẽ góp một số tiền khoảng vài nghìn đô la Mỹ. Ông Stephen sau đó sẽ dùng số tiền này để in hàng triệu vé số với những con số được kết hợp từ sự tính toán của mình và đem nộp lại cho đại lý xổ số được ủy quyền và nhận tiền. Sau khi chia số tiền trúng giải cho các nhà đầu tư, Stephen sẽ được hưởng phần còn lại. Lần đầu tiên thực hiện kế hoạch của mình, ông Stephen đã giành được số tiền là 19.300 đô la Mỹ, khoảng 450 triệu đồng. Nhờ vậy mà ông đã đưa gia đình chuyển tới Úc và bắt đầu một cuộc sống mới dư giả hơn.
Sau những năm 1970 đến 1980, Stephen lại tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình tại Úc và Anh. Khi còn ở Romania, Stephen gặp khó khăn trong việc viết tất cả các tổ hợp xổ số bằng tay vì chúng dễ gây ra sai sót. Thêm vào đó, giải độc đắc ở quê hương của ông cũng khá thấp. Tuy nhiên, khi ở Úc, ông lại nhận được số tiền nhiều hơn vì có sự phát triển của máy tính trong những năm 1980. Ngoài ra, ông cũng tìm được những nhà đầu tư vững chắc và lâu dài. Chính vì thế mà trong suốt những năm 1980, Stephen đã trúng 12 giải độc đắc và thu về hơn 400.000 đô la Mỹ, hơn 9 tỷ đồng. Dù vậy, hành động của Stephen vẫn không qua mắt được chính quyền và đại lý xổ số. Nhà chức trách Úc sau đó đã thay đổi luật xổ số để ngăn chặn việc thao túng trong tương lai. Khi không thể hoạt động được tại Úc, Stephen đã chuyển sang xổ số tại bang Virginia, Mỹ. Ngày 16 tháng 2 năm 1992, ông đã trúng giải độc đắc hơn 27 triệu đô la Mỹ, hơn 600 tỷ đồng. Số tiền lớn của Stephen đã khiến chính phủ Mỹ chú ý. CIA, FBI và IRS đều tham gia vào cuộc điều tra, nhưng cuối cùng phải tuyên bố ông vô tội, đồng thời cho rằng tất cả đều chỉ là toán học và một chút may mắn. Ông Stephen cũng từng nói, bất cứ học sinh trung học nào giỏi toán cũng có thể tính được các tổ hợp này. Sau 14 lần trúng giải độc đắc, Stephen thu về cho mình khoảng 15 triệu đô la Mỹ, gần 350 tỷ đồng, trong đó có khoảng 5 triệu đô la Mỹ thuế phí khác. Sau này, các nhà chức trách đã quyết định thay đổi quy tắc trúng giải xổ số tại Mỹ, khiến cho Stephen không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Cụ thể, người dân sẽ không được tự in vé tại nhà và cấm mua vé xổ số với số lượng lớn. Về phần mình, những tưởng ông Stephen sẽ trở nên giàu có và thành công. Thế nhưng, bi kịch đã ập đến. Ông tuyên bố phá sản sau một số khoản đầu tư thất bại vào năm 1995. Thậm chí, Stephen còn bị tuyên án 10 tháng tù tại Israel với tội danh lừa đảo. Hiện tại, Stephen sống trong cuộc đời bình lặng trên một hòn đảo nhiệt đới nhỏ ngoài khơi bờ biển nước Úc và từ bỏ ước mơ đổi đời bằng xổ số. Trúng độc đắc là ước mơ của nhiều người. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình bằng cách tính toán như Stephen Mandel. Số 2. Richard Lustig, trúng số 7 lần trong 25 năm. Một người đàn ông khác cũng vô cùng may mắn chính là Richard Lustig, người từng trúng xổ số lên tới 7 lần với tổng giá trị giải thưởng 320 triệu đô la Mỹ, đã chia sẻ một số bí kíp mua vé để có thể dễ dàng giật giải. Lustig nói, ông chơi xổ số trong suốt 25 năm qua, nhưng ban đầu không mấy khi gặp may. Vì vậy, người đàn ông đến từ Florida quyết định tìm kiếm một phương pháp chơi mới, thứ đã giúp ông trúng số tới 7 lần trong những năm qua. Trong đó, có giải độc đắc cuối cùng trị giá lên tới 98.000 đô la Mỹ. Theo Lustig, thay vì đặt niềm tin vào các vé số được chọn ngẫu nhiên từ máy tính ở cửa hàng vé số, Lustig tự chọn cho mình một con số riêng. Việc bạn chọn một số như thế nào không quan trọng, nghiên cứu nó để tìm biết xem là đó có phải một bộ số tốt hay không và kiên trì với nó. Chẳng có phương pháp chọn số nào cụ thể cả, bởi một con số có thể không giúp bạn chiến thắng, nhưng một bộ số có thể làm nên chuyện. Chuyên gia xổ số này cho biết, ông cũng không quên nhấn mạnh nên mở rộng các trường số mà mình lựa chọn, thay vì chỉ chăm chăm lựa chọn con số có liên quan tới một dịp đặc biệt nào đó như sinh nhật hoặc ngày cưới. Lustig cũng nói thêm rằng thông thường, mọi người thường phó mặc vào những vé số được chọn ngẫu nhiên từ máy, và đây là cách chơi ít có khả năng chiến thắng nhất. Ông cho rằng, những con số có ý nghĩa nhất định sẽ dễ mang đến giải thưởng hơn những dãy số ngẫu nhiên. Người đàn ông trúng số tới 7 lần này tin rằng, mấu chốt nằm ở chỗ, các bộ số mà bạn chọn có tốt hay không. Nhưng để biết được điều này, bạn buộc phải tìm kiếm chỉ dẫn trong cuốn sách trình bày các phương pháp chơi, học cách tăng khả năng trúng vé số mà ông xuất bản cách đây không lâu. Bên cạnh đó, số tiền bạn bỏ ra để mua vé cũng được xem là một trong những nhân tố quyết định thành bại. Lustig cho rằng, chơi xổ số là quá trình dài lâu, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Dám chơi dám chịu, nhưng phải biết điểm dừng và quan trọng là chi tiêu trong khả năng tài chính của mình. Thêm một kinh nghiệm xương máu nữa mà Lustig chia sẻ là ông thường tin chọn các con số giống nhau, kể cả khi có thất bại bởi điều này, theo ông sẽ mang lại cho người chơi nhiều cơ hội hơn trong lần thử vận may tiếp theo. Số 3. Robert Lansted, trúng số 9 lần sau 26 năm nuôi số. Đây là trường hợp của một người đàn ông may mắn sống tại Massachusetts, đã trúng số liên tiếp 9 lần với một dãy số duy nhất mà ông đã đánh suốt 26 năm qua với tổng giải thưởng trị giá 900.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 20 tỷ đồng. Điều đặc biệt là ông chỉ có một bí quyết duy nhất để trúng giải, kiên trì với dãy số mà mình chọn. Ông Robert Lansted, 56 tuổi, vốn là một thợ mộc bình dị với người vợ và hai đứa con đang học đại học. Cuộc sống của gia đình ông tương đối khó khăn và phải chật vật mỗi ngày để xoay sở các chi phí sinh hoạt cũng như học phí của hai người con. Tình hình tài chính căng thẳng đến mức ông đã phải thế chấp ngôi nhà của mình để vay ngân hàng, còn hai đứa con phải đăng ký một khoản vay sinh viên để duy trì cuộc sống ở đại học.
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, ông nói rằng sau một lần đi lễ tại một nhà thờ ở địa phương, ông có cảm giác kỳ lạ về bức tranh thánh lễ đêm thứ hai được treo trên tường của nhà thờ. Nhận thấy đây là một điểm lành, ông đã mua 4 tờ vé số tại siêu thị Trúc Chi ở West Bridgewater, 2 vé số tại The Corner Market trong cùng một thị trấn và 3 tờ vé số tại Cumberland Farms ở Bridgewater. Tôi đã vào siêu thị để mua một chai nước và tiện thể mua luôn những tờ vé số có chung một dãy số mà tôi đã chơi nó suốt 26 năm qua, ông Lanstead nói. Sáng hôm sau, ông kiểm tra kết quả trên một tờ báo và phát hiện cả dãy 5 con số ông chọn là 1, 7, 11, 26 và 30 đều trùng khớp với kết quả giải nhất. Tôi đã không quá ngạc nhiên lúc đầu, nhưng về sau thì tôi vui mừng thực sự, ông Lanstead nói với một nhân viên siêu thị. Vì đến lúc này, ông mới chợt nhớ ra rằng bản thân mình đã mua không chỉ một mà đến 9 tờ vé số cùng một kết quả. Vợ của ông Lanstead, bà Virginia Lanstead, 52 tuổi, nói với báo chí rằng chồng bà chỉ đánh 5 con số này trong suốt 26 năm qua. Khi anh ấy bắt đầu chơi xổ số với dãy số này, tôi 26 tuổi và anh ấy 30 tuổi, bà Virginia nói. Bà còn cho biết, có lúc bản thân mình từng nghĩ việc mua một dãy số trong suốt thời gian dài của chồng thật là lãng phí và chưa từng nghĩ rằng ông ấy sẽ trúng giải nhất với dãy số ấy, chứ đừng nói là trúng đến 9 lần. Khi ông Lanstead phát hiện ra ông trúng số, ông gọi cho vợ mình và bảo bà về nhà. Khi bà về, ông Lanstead cho bà xem một tờ trúng số. Ôi chúa ơi, Rob, cuối cùng anh đã thắng, bà Virginia nói với chồng. Nhưng không dừng lại ở đó, ông Lanstead bắt đầu thả xuống trước mặt vợ mình những tờ vé số khác. Niềm vui cứ như thế tuôn trào trước mắt đôi vợ chồng. Anh ấy cứ thả những tờ vé trước mặt tôi, và tôi thì liên tục nói ôi chúa ơi, thật ngoài sức tưởng tượng và nó thật tuyệt vời. Chúng tôi đã rất vui vì điều đó, và ông Lanstead nói với các tờ báo địa phương. Sau đó, ông Lanstead đã tặng 2 tờ vé số cho 2 đứa con của ông là Kristen, 24 tuổi và Brian, 21 tuổi. Họ đã cực kỳ vui mừng và phấn khích vì sau nhiều năm chật vật với miếng ăn và con chữ, họ đã có thể thoải mái tinh thần để tập trung cho việc học mà không cần quan tâm đến khoản vay đang đè nặng lên vai mình. Bên cạnh đó, ông Lanstead cũng có kế hoạch trả tiền thế chấp nhà, còn 2 đứa con của ông cũng sẽ chi trả khoản vay sinh viên của họ. Khoản tiền thưởng sẽ không thay đổi cuộc sống của chúng tôi quá nhiều. Chúng tôi sống khá đơn giản, chỉ là không cần tiết kiệm một chút thôi, ông Lanstead chia sẻ. Ông cho rằng việc trúng số là một điều may mắn, nhưng số tiền đó không phải do mình làm ra, nên sẽ dẫn đến rắc rối. Do đó, ông và gia đình đều quan niệm sẽ không để giải thưởng kia làm xáo trộn cuộc sống của mình. Họ vẫn sẽ duy trì cuộc sống bình dị và đơn giản như trước, chỉ là không còn nợ nần và thắt chặt chi tiêu nữa. Ông cũng cho rằng bản thân sẽ không mua sắm những món đồ xa xỉ không cần thiết, vì ông biết nếu không kiểm soát mức độ chi tiêu thì bao nhiêu tiền trúng thưởng cũng sẽ không đủ. Tuy nhiên, ngay cả khi đã trúng thưởng 9 lần với dãy số này, ông Lanstead nói rằng ông chắc chắn sẽ đánh tiếp tục những con số này nhiều lần nữa. Tôi vẫn sẽ chơi dãy số này, nhưng con số đó sẽ trúng một lần nữa, ông Lanstead nói với đài địa phương. Ông cho rằng dãy số này đã mang đến rất nhiều niềm vui cho gia đình mình và ông sẽ không từ bỏ nó. Anh Christian Teza, một phát ngôn viên của đại lý xổ số tiểu bang Massachusetts, nói với báo giới rằng tỷ lệ thắng giải này là 1/324.632. Nhưng vì mỗi vé số loại Mascard chỉ có giá 1 đô la Mỹ, nên người thắng cuộc có thể mua nhiều hơn một chiếc, anh giải thích thêm. Do đó, ông Lanstead đã mua hẳn 9 tờ vé số với cùng dãy số mà mình đã theo đuổi suốt 26 năm qua. Và cuối cùng, vận may đã mỉm cười với sự kiên trì của người đàn ông này. Số 4. Chàng trai Việt Nam trúng gần 20 tỷ đồng sau 18 tháng nuôi số. Việc trúng giải thưởng lớn sau một thời gian nuôi số như người đàn ông ở trên không phải là trường hợp duy nhất, mà ngay tại Việt Nam, kỳ tích tương tự cũng đã xuất hiện. Ngày 6 tháng 7 năm 2018, công ty xổ số Vietlott xác nhận trường hợp anh PVH, quê Sóc Trăng, làm việc tại Cần Thơ, trúng jackpot trị giá gần 20 tỷ đồng của loại hình Mega 6/45, cũng nhờ việc duy trì mua và nuôi một bộ số yêu thích. Chia sẻ cơ duyên chạm đến giải thưởng khủng của Vietlott, anh Hát cho biết, hơn một năm rưỡi qua, anh chỉ nuôi đúng dãy số 22, 26, 33, 34, 38, 42 của loại hình Mega 6/45. Ngày nào có mở thưởng là anh mua một vé, chỉ đơn giản vì anh thích dãy số này. Trong một lễ trao thưởng khác vào ngày 15 tháng 10 năm 2017, ông L tiết lộ, hơn một năm qua, ngày nào ông cũng đều đặn mua hai dãy số cho cả sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55. Một trong hai dãy số đó đã mang đến may mắn và giúp ông trúng giải jackpot 1 của Power 6/55 trị giá gần 81 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, hai trường hợp khách hàng trúng giải jackpot chục tỷ của Vietlott đều nhờ sự kiên trì nuôi một dãy số cố định. Đây có thể sẽ là một chiến thuật chơi với những con số để tự tạo cơ hội và may mắn cho chính mình. Đơn giản là chọn những con số có một cách ngẫu nhiên hoặc theo sở thích.
biết đâu thần tài sẽ gõ cửa và cơ hội trở thành tỷ phú là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vừa rồi là câu chuyện của những người vô cùng may mắn khi nhiều lần trúng các giải xổ số giá trị lớn, giúp họ một bước lên hương, xóa bỏ cuộc sống chật vật khó khăn khi trước. Chưa kể đến cách họ chi tiêu và sử dụng tiền sau khi trúng số, việc nhiều lần trúng giải cũng đủ thấy họ là những người không chỉ may mắn mà còn là người có đầu óc, biết tính toán và mưu lược để đạt được mục đích. Với những khoản tiền khổng lồ sau khi trúng giải, nếu họ biết nhờ đến sự giúp đỡ của các luật sư và chuyên gia tài chính để sử dụng tiền một cách khôn ngoan và hợp lý nhất, cuộc sống của họ có thể ngày một phát triển và giàu có hơn. Tôi tin rằng mỗi bạn đang xem video đến lúc này đều là những người có đầu óc và tham vọng làm giàu. Do đó, thi thoảng hãy cho bản thân một cơ hội đổi đời bằng việc mua xổ số và áp dụng các bí kíp ở trên nhé. Biết đâu được, sẽ có lúc bạn trở lại và cảm ơn câu lạc bộ tỷ phú đấy.